Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sắc đẹp ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề đánh mỡ bụng có hại gì hay không. Thì với cái chủ đề ngày hôm nay, Trang có hai phần muốn gửi đến tất cả các bạn. Thứ nhất là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là đánh mỡ bụng có gây hại gì hay không. Và thứ hai là tại sao người ta cảm thấy phương pháp đánh mỡ bụng mang đến hiệu quả. Nếu như bạn đang quan tâm về vấn đề đánh tan mỡ bụng như thế nào cho mình thì đừng bỏ qua video Trang chia sẻ ngày hôm nay cho bạn nhé. Thì các bạn thân mến, cái việc mà cơ thể của chúng ta sở hữu cái vòng hai quá khổ có nghĩa là cái vùng bụng của bạn bị chảy xệ, sồi sời và rất nhiều những ngấn mỡ thì làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp rất là nhiều, nhất là bạn không thể diện những cái bộ cánh mà bạn yêu thích nữa. Nếu như lúc trước, có nghĩa là trước khi bạn mang thai và sanh con thì bạn có được một thân hình mignon, và lúc này bạn mặc đồ nào bạn cũng cảm thấy tự tin hết, nhất là chúng ta sẽ mặc những cái bộ đồ body để khoe vóc dáng của mình thì rất là đẹp. Nhưng sau khi sinh rồi, các chị em lại đau đầu, băn khoăn và trăn trở là không biết làm thế nào để cái vòng hai của mình nhanh chóng xẹp đi, loại bỏ hết cái ngấn mỡ thừa ở đó và trả lại cho mình cái vóc dáng như thời còn son trẻ. Hoặc là những chị em làm việc văn phòng, hoặc là những người làm việc văn phòng, do chúng ta phải tính chất công việc là bạn phải ngồi nhiều và ít đi lại, cho nên là cái lượng mỡ thừa nó cũng tích lũy và nó dẫn đến béo bụng. Cho nên rất nhiều những lý do đó. Và việc giảm cân ngày hôm nay thì không những là giúp cho bạn đẹp dáng mà còn giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Bởi vì đơn giản, béo phì là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm cho chúng ta. Thì trở lại vấn đề là các bạn hỏi rằng là đánh mỡ bụng có gây hại gì cho cơ thể hay không? Bạn biết không, đánh mỡ bụng là chúng ta sử dụng một lực tác động lên vùng bụng của chúng ta để làm tan đi cái lớp mỡ thừa bên dưới bụng. Nhưng hiện nay thì theo như các chuyên gia nhận định cũng như chưa có bất kỳ cái nghiên cứu lâm sàng nào về vấn đề là sử dụng một lực để tác động lên vùng bụng mà làm tan mỡ bụng cả. Cho dù bạn có tiêm tinh chất gì đi chăng nữa thì cái việc tan mỡ bụng hoàn toàn không xảy ra. Và chỉ xảy ra khi chúng ta sử dụng cái phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để cắt đi cái lớp mỡ thừa đó thì mới có thể mang đến hiệu quả. Bởi vì sao Trang lại nói như vậy? Bởi vì lớp mỡ của chúng ta có một kết cấu rất là bền vững, có nghĩa là không thể nào bạn có thể dùng một lực nào đó bạn tác động lên theo thời gian mà nó sẽ được đào thải ra bên ngoài cả. Không có chuyện đó các bạn nhé. Cho nên là những chị em nào đang muốn sử dụng việc là massage bằng tay để tác động một lực lên vùng bụng để giảm mỡ bụng, hay là bạn sử dụng các phương pháp dùng máy để đánh tan mỡ bụng thì hoàn toàn không có xảy ra. Nếu như bạn sử dụng quá lâu dài cái phương pháp này thì nó sẽ gây thâm và bầm tím cái vùng bụng của các bạn, và lâu ngày nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên không nên áp dụng phương pháp này. Vậy các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao có rất nhiều người sử dụng phương pháp đánh mỡ bụng mà thấy họ lại thon gọn, họ lại đẹp như vậy? Mà tại sao Trang nói là không hiệu quả? Bạn biết không, khi chúng ta sử dụng một lực để bạn tác động lên vùng bụng, dù là dùng tay hay dùng máy, thì cái lớp mỡ đó nó sẽ bị mềm và nhão ra. Bạn cảm thấy là nó không còn cứng nữa. Nếu như nó cứng thì bạn sẽ thấy nó to hơn, và khi nó mềm thì bạn sẽ thấy nó dàn trải ra hai bên, và lúc này chúng ta có cảm giác là nó đã xẹp đi một phần nào đó. Và những người đó khi bạn lên cân thì bạn thấy xuống ký. Mà theo quan điểm của tất cả mọi người là giảm cân hay giảm mỡ bụng là phải xuống ký là hiệu quả rồi. Tại mình sử dụng cái dịch vụ đó, mình đã giảm cân, mình xuống ký rồi, thì cho nên mình thấy cái hiệu quả tốt nhất cho mình.
mình cảm nhận, mình tự tin rằng mình nói là hiện tại tôi đang giảm một số cân đó và cái mỡ bụng của tôi dường như nó không còn nữa. Nhưng các bạn nhầm tưởng, bởi vì có thể họ cho bạn uống thuốc lợi tiểu hoặc các loại thuốc giảm cân quá mạnh làm cho bạn giảm đi số ký. Bạn đi tiểu nhiều, bạn mất nước, bạn giảm cân, chứ không phải là bạn đã loại bỏ mỡ thừa ra. Và nếu như bạn không thực hiện cái liệu trình đó nữa thì nó sẽ tạo nên những cái ngấn mỡ và nó xệ cái làn da của bạn xuống và nó sẽ làm mất đi cái thẩm mỹ rất là nhiều. Và lúc này chúng ta phải can thiệp phẫu thuật thì mới có thể cắt bỏ đi cái phần mỡ thừa đó và cái phần da nhăn và chảy xệ đó. Như vậy là các bạn đã hiểu tại sao cái phương pháp này lại không mang đến cái hiệu quả tối đa như mà các bạn nghĩ rồi nhé. Việc giảm cân hay giữ dáng là cần đòi hỏi bạn có quá trình luyện tập nè, chế độ ăn kiêng phù hợp với sức khỏe của bạn. Và khi bạn quyết tâm thì theo thời gian thì cơ thể của bạn sẽ về được cái số ký cân nặng mà bạn mong muốn. Bên cạnh đó các khối cơ sẽ săn chắc hơn. Cho nên giảm cân là phải tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Bạn hiểu giảm cân như thế nào hay không? Giảm cân có nghĩa là lượng calo bạn dung nạp vào cơ thể phải ít hơn cái lượng calo mà bạn tiêu thụ, thì như vậy mới là giảm cân an toàn và hợp lý. Hy vọng với video chia sẻ ngày hôm nay của Trang về phương pháp đánh mỡ bụng thì có gây hại gì cho sức khỏe mọi người hay không, thì đã giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu về vấn đề này. Nếu như bạn thấy video Trang hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.